bộ dáng ấy đàn dương mời thanh mẫu đệ nhất thiên thiên thánh vân công chúa thượng thiên ngự lên A Di Đà Phật tu nhang xạ nhiệt pháp giới mong muốn chư Phật hải hội tất giao văn tùy sư kết tượng vân thành ý phúc ơn chư Phật hiện toàn thân. Nam mô nhang vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô nhang vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Sống thôi để nhị thánh tiên ta văn thiên mời để nhị thánh tiên đi xưa hiện hóa trong đền để sông sơn. A Di Đà Phật đông phương sao chúa thập nhị nguyện hương tứ kiểu kim tăng diệu đàn tràng thất thất diện chân tường liên đệ tam dương tiêu tam thọ duyên trường. Nam mô dược sư hải hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô dược sư hải hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Để tam thánh tiên thanh mẫu đệ ta xích lần lòng đỡ đèn thoại cung. A Di Đà Phật giới định chất lượng đệ tử kiện thành nhật tại kim đô phong tiên hoạn thập phương tích nhật ra dung viễn hạn tiêu tài trương. Nam mô nhạc cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô nhạc cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Văn võ quân thần trần triều, văn võ quân thần định quy định chắc giang nhân cần phải giúp cho đời chân thiên mở mang nam hải đức công để tam từ dòng dõi kiêm trì sơn giang hoa hải đường thần tiên đi vô đầu tối sâu sập quanh thánh sanh hồi đệ nhị đại hoàng tống hương cô tên gọi đại hoàng thông minh chính trực nghi của đôi đảm đang nghi gọi đề thơm mát một nhà huệ ngàn tay tôi đôi cô tên gọi đảm chính trực đảm đương mọi bề.